Thua, mua, thưa, 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 mưa, thưa, thưa, khưa, thưa, chi, chi, si, trư, 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 rư, ok nào. Chư, chư, thư, y, u, ai, ây, uây, ao, ô, yêu, ye, ye, ơ, an, ân, in. Run nhá, không đi ngay chim. Run, run. Không có quả hả?还有四个声调，五个叹调。走吧。不是，书里面有还有四个声调。来，这里面书里面还有四个声调，这简单，给点这吗？这简单，这个不。这。啊。对，还有四个声调。啊啊啊啊啊。啊啊啊啊！啊啊啊啊！啊！啊啊啊啊！啊！啊啊啊啊 ！OK。我。这啊啊啊啊！我再说，你再说这啊啊，我 OK， OK， 一一 OK， 一重一点一对。不是，你再说，OK， 雨，có được nhận quà không mọi người？等一下，去拿礼物给你。啊，这里有个加 and 油，是你们资料里面的。我看一下资料里面有个加油是几个？是十七，生词是十七。加油，加了偏宝，油讲紧啦，油，加油呢个 den 讲紧啦，堵上，và nghĩa bóng của nó thì khi mình hết năng lượng thì mình sẽ thêm năng lượng vào thì dịch là 加油 là fighting kamate in Japanese 加油 cố lên ok 加油对加油加油哎这红笔呢加油do hôm nay là được tính là buổi khai giảng sau buổi đó là hôm nay mới được có một buổi thôi nên là chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà học thật kỹ bảng chữ cái và những cái mà chúng ta cần lưu ý ở đây chúng ta có từ xin nay tờ chữ nỉ miên của yếu xỉa ở bí lúc sư hân nì chín em ai xin nay là hân nì xin nay tờ hân nì ví dụ như mà mình yêu quý ai đó thì mình sẽ để ba chấm ở cái này xin nay tờ lão phố vợ yêu xin nay tờ lão công chồng yêu xin nay tờ cậu chó yêu kiểu là như thế thì mình sẽ là xin nay tờ thì sẽ dùng là honey xin nay tờ chứ nhỉ của yếu chỉ là xin nay tờ gia yếu honey fighting so fighting ok nà chơi xong kiến nhỉ那你帮我带一股，帮我看一下啦。干嘛着急？工人。啊？
是亲爱的，刚才错了，亲爱的 ，Honey， 加油！听，果然，这感应该来了，是国度来，读懂吗？这里面，亲爱的，加油！果然 ，Come on baby， 哎，老公，你以为？OK， 那现在我们再看一下汉语拼音。现在我们再看一下汉语拼音。bây giờ chúng ta sẽ xem lại một chút 汉语拼音。注意一下我的口型，注意một chút khẩu hình của mình。然后跟着我念，sau đó đọc cùng với mình。OK。再说一下，现在我们再看一下汉语拼音，然后跟着我念。汉语拼音在你们书里面是一页 ，OK， 是一页。我呢 hôm nay là buổi đầu tiên mà lớp mới mà tớ có link chim lại để chúng ta về học, được chưa? Còn tất cả những cái lớp trước kia mà khai giảng ấy đều không có link chim.Nên là với những bạn nào mà hôm trước mà vẫn chưa hiểu lắm thì hôm nay mình sẽ thật chú ý và mình có thể nghe lại cái clip này. OK, và chú ý trong quá trình đọc mình, chú ý hết sức phần khẩu hình. OK, bạn đọc khá là tốt rồi đấy nhá. OK, so, tay nghi mũ, nguyên âm, chú ý sao của tờ chuỗi. OK, sổ chí quan là. Hả lơ mơ? OK, khai sử là, khai sử, bắt đầu. OK.啊啊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 一乌鱼，一乌鱼，鱼鱼。注意一下这个音呢，我们嘴的没变。鱼鱼鱼 ，OK。啊喔呃，啊喔呃，一乌鱼，一乌鱼。OK， 声母辅音，波。第二个喷嚏，喷嚏，喷嚏两个字，噗，噗，噗，噗，两个嘴唇呢，噗，噗，噗，噗，摸，摸，摸，摸。OK， 再说 one more time， 噗，噗，摸，噗，噗，摸。第一个是噗，第二个是噗。第三个是摸，波 pour and more， OK， 波 pour more， 波 pour more， 波 pour。For example， we have a 爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸，不，我怕，我怕，多色，怕，怕 ，OK。不是，妈妈妈妈妈妈妈妈 ，OK， 那 pour pour and more，OK， pour pour more， pour pour more， it's not four， OK， 是 pour 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 more pour pour more，OK， 很好 ，f d t。phơ tơ thơ phơ tơ thơ phơ tơ thơ ok ư ư là miệng nghe nè phơ phơ tơ tơ thơ phơ tơ thơ phơ tơ thơ chưa lẻng cơ nơ 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 lơ lơ nơ lơ nơ lơ ok cơ cơ cơ喝喝喝
OK， 这里你们注意一下，你们的口型像笑着一样，笑 smile。OK， 鸡鸡鸡鸡鸡鸡，第二个，七七七七七七，这个是有喷嚏的，的七七七七七七 ，OK， 鸡。七七七 ，the last one C C C C C C OK， 例如，比如 ，for example， we have a 鸡鸡鸡鸡鸡鸡 ，OK， 几点？几 ？OK， 几几的一安点？几点 ？What time？ 来着？几点？没了？几点？几点？哎，不说了啊，跟着说，几点？几点？几点？几点？几点？几点？第二个，我们有七，七这里的是很容易的，看一下，七，七，这口呢，鸡是笑小小的，鸡 and。七是大笑的，七七七 ，OK。那为什么大笑？看着你，我们的这个读七，这个读一按，对吗？一按这个读，七安前，七安前，七安前，前前前前前 ，OK。鸡鸡几？几七七钱钱钱这里 money OK money 点多少钱钱，把这两个点的明白？对对 ，OK 钱说钱钱钱钱钱 OK 这个 C C 是容易那个这个 C OK C。洗洗洗洗洗洗 ，OK， 是哦，手，洗手洗手洗手洗手手手洗手洗手，舌苔 ，OK， 洗手洗手洗手。这个读鸡鸡什么的，这个什么尖尖 ，OK， 尖尖小小的尖尖鸡安尖尖尖洗手尖洗手尖洗手尖洗手尖 ，WC make up say 不明，洗手尖在哪儿？你还没醒哦。Hello， 洗手间，洗手间，洗手了，坐来，手了，呆，洗了，坐，间那边放，洗手间放坐呆，你这个人家别，你别信，洗手间，好了吗？好了。OK， 那我们再说一遍这个。我们再说一遍这个，我们再说一遍这个。中大暖来给你我的呢，鸡鸡七七 C C OK very good 很好，这个是很难的，所以呢，看一下我的口型 ，that hard。知知，哎，那其他人看到我了吗 ？OK， 舌头呢？舌头卷，嘴圆圆的。OK， 那我们开始。知知知知知知知 ，OK。
第二个喷嚏，舌头卷，嘴圆圆的，有喷嚏。吃吃吃吃吃 ，very easy 是吃吃吃 ，OK， 吃吃吃吃吃。第三个，舌头卷，嘴圆圆的 ，and 说吃 ，OK， 吃吃吃吃吃吃。OK， the last one we have a 日日日，嘴舌头日日日日，日日。OK， so 再说这个，再说这个 ，one more time。知知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 知张真 OK 翁中中中中昂昂昂昂张张张张恩恩恩恩恩恩真真真真中中张张真真 OK， 这个是茶茶茶茶茶陈陈陈陈陈车吃吃吃吃吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭喝茶喝茶喝喝这个是喝这个是喝是喝茶喝茶喝茶喝茶喝茶喝茶沉默沉默摸摸摸第四声第四声所以我们能四默 OK 沉默沉默吃吃吃吃饭饭吃饭吃饭喝喝茶 drink tea 我们讲沉默怎么吃饭吃饭对吃饭安哥吃饭吃饭沉默怎么người trầm ít nói沉默怎么ít nói吃饭安哥好了吗好了OK， 那这里我们还有诗，诗这里有说说书书哦哦书哦书哦说说说说说说说说说说你说你说施恩神。神摸么么什么什么什么什么什么什么说什么说什么傻傻说
说说说神神神神帽帽说什么说什么傻傻傻傻说来什么改字说什么你说什么对你说什么对了的人龙你说什么你说什么你说什么你说你说傻傻傻傻对了就傻了那龙的什么听怎么来你说啥你说啥 OK 你说啥你说啥你说啥哎这是平静的这个平静跟他说的啊你说什么我不懂啊啊你好你好啊啊啊啊那你说什么我不懂我真的不懂真的 OK 真 and 的这个的 and 的真的这个没声调 OK 真的真的真的真真真真其他人看到我吗其他人嘴呢看一下嘴真真真真的真的真的真的真的我说我说真的真的我说真的我说真的对你来说真的吗真的 and 吗真的吗那真的吗真的吗真的吗真的他真的吗 really 的真的吗真的吗真的吗真的吗真的我说真的真的我说真的哎我有女朋友了哎我有女朋友了我有 I have 女朋友了 girlfriend 我有女朋友了都我把你改了真的、啊、真的真的真的、啊、真的真的啊他高他真的好了吗好了还有这个是之嗯之之之这里我们有这里有中哎我哎人哥哥哦哇 OK 注意一下哦哦哦哦声调放在这里声调在这里有之哦哦 OK 楼在这里有之哦哦哦走下里儿出哦 OK 哥哥郭郭郭哦国国国中国中国恩恩恩恩人人之之之其他人看到我吗嘴呢口型呢注意一下跟着我一定要看我的口型然后跟着念一样的口型一样重要一定要一样的口型一定要融给口音的味 OK 之之中中歌歌果果之之 It's not r OK It's round ro ra r no OK 之之都在这里我们读人人人人中国人中国人中国人中国人中国人来中国走越这个读 U and A OK 越南走咱先读这个越越 A越是、so, 第四声 we have 越越 OK 越越越
南南越南越南越南人越南人我是我是的是 that's what does it mean 是是什么意思那我是 I am 越南人我 OK Vietnamese 越南人越南人 OK 越南人 OK 再说再说我是越南人越南人他是他是中国人中国人中国人中国人anh ta là người Trung Quốc 我是越南人 tôi là người Việt Nam và đừng quên chúng ta có dạng phủ định否定不是 OK I am not 我不是sau này khi mà chúng ta nói tiếng Trung rất tốt và khi nào chúng ta nói chuyện với một người Trung Quốc mà người ta nói là 你是中国人吗你是中国人吗 Are you Chinese? No 不是我是越南人不是我是越南人 No I'm not OK tôi là người Việt Việt Nam vậy nè chắc chắn là tiếng Trung của bạn rất tốt thì người ta mới có thể nhầm được OK sợ nhất là khi mà chúng ta vừa mới cất lời lên ấy đi học bla 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 ấy 你是越南人吗bạn là người Việt Nam phải không是是知道我是越南人你怎么知道啊你怎么知道sao bạn biết知道吗我知道吗我知道吗听口音就知道了听口音就知道了口音口音就知道了拿拿边 OK 容易给给大名搞走一封 OK、so, 这个就支持诗日有了然后我们有再说呢再说这个这个难支支支支支中中张张真真真的真的吃吃吃吃茶茶茶茶还有刚才说的吃饭吃饭吃饭吃饭吃吃说说神神傻傻说什么说什么说傻说傻说傻说傻中国人中国人人人人人让让让让让让 OK 刚才我们有吃饭安哥来吃饭đến ăn ăn cơm lái ở đây là một những hành động mà dùng là come qua lái chân chè của em lái ok của qua qua lái come here qua lái ok qua lái khan na si yu chi xem tên du ký nhiều sẽ có thể nghe từ này đấy qua lái qua lái qua lái qua lái qua lái chư phan là qua lái chư phan là à, qua ăn cơm để ăn cơm đi vậy chúng ta có từ ví dụ zhi chưa có hiểu rằng 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 để rằng của để tôi rằng của lái để cho tôi để tôi làm để tôi ví dụ như chúng ta thấy có bạn bè mình bắt nạt thế mình thấy mấy đứa bắt nạt bạn bè mình phi lên mình nó rằng của lái để tao đấy thế mà lên mà thấy nó to quá đấy răng nhỉ lại thôi bạn lên đi đấy răng nhỉ lại cứ trong trường hợp mà chúng ta đi ăn đấy mà chúng ta nói là ê răng của mà răng của lại phụ chén răng của lại phụ chén phụ chén tú hề để tớ trả tiền răng của lại phụ chén để em trả tiền cho hả để phụ chén mà mì phụ chén mà Hảo, mì phụ chén mà bạn trả tiền đi nhớ câu đấy nhá mì phụ chén vào mì phụ chén vào bạn bạn trả tiền đi mì phụ chén vào
OK， 然后这里还有三个，哎，这个 Z C 八 N。OK， so we have z z z z z， 那怎么可以读这个？那嘴呢？嘴可以看我一下，来，像笑着 ，OK， 笑着一样 ，smile， 那看我 ，OK， 你的下巴，你的下巴可以伸出来一点点 ，OK， 滋，滋。滋滋滋滋滋滋滋滋滋，别人看到我吗？滋滋滋滋，可以看到我吗？我看一下，滋滋滋滋滋。OK， 那这个很容易，给那这那这呢？先读这个沙韵母 I the first time we have 我爱你 OK 我爱你 so I that means love I 第四声第四声说我爱你你别说呢我爱你我爱你的不是 OK 我爱你 OK I love you 我爱你 I用功夫一点 ，OK， 给这个字字字爱爱在在在在在在在哪在哪在哪里在哪里在哪里在哪里在哪里在哪里 ？It's not time，OK，、okay? 在。在在哪里在哪里尖鸡笑着鸡鸡一安一安尖尖 so we have 第四声尖尖尖在尖尖再见再见再见再见再见再见再见再见 goodbye bye bye 再见 OK 再见再 again 见 see what will see you later 再见再见 hang up line 再见 OK再见 ，OK， 说、so, 再见，再见，说再说再见，再见，再见，再见 ，OK， 那再见的 ，That means bye bye，see you later，bye bye， 说、so, 在哪里，在哪里，在哪里，在哪里，在哪 ？What does it mean？ 在哪？什么意思？好的，在哪里？中哪？喂，在哪里？哎，充电，充电拿来，没电了，在哪里？充电，这个充电拿给我，充电，帮我拿出来，谢谢。OK， 那第二个呢？第一个我们又是在 ，OK。第二个是喷嚏的，第二个是。猜，没事，这没电呢，看不了了。OK， 没电。OK， 说，滋，滋，滋，滋。第二个吃吃一样的一样的但是我没有喷嚏的 OK 吃吃
先读这个，这个不容易呢。知欧珠主，慈爱猜公听猜猜猜猜猜猜主主主主主猜主猜主猜主猜主猜主猜主主主主主猜主猜你真的是有点别扭了。别扭我的刚才你给上了别扭怎么样的别扭我们给你找好你别扭我等一下腿都没了了再说主猜主猜主呢主主主 and 猜 OK 主猜主主猜主猜 OK 楼安主猜现在他外他阿恋的你说什么呀你在说什么我不懂阿恋你说啥呀我不懂啊 OK 那主猜主猜猜猜彩彩彩虹彩虹 Rainbow 彩虹 Go on 彩虹彩虹彩虹彩虹彩虹彩虹彩虹 OK 那紫拉罐片的四 OK 塞塞塞塞这个是塞塞塞干嘛塞塞塞四四四四三三数八把数数五死死死死死死 die die 死这个没了三韵母三韵母三韵母 I A A 看看书里面二爷像说哈 I A A V V O O O U U Ye Ye Yue 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 二二这个是 R N 长二长二长二长可以快一点说听出来是二长二二 okay, 二二二耶耶耶耶约约二二安安恩恩阴阴温温晕晕昂昂恩恩阴阴翁翁鸭鸭烟烟央腰腰拥拥窝窝弯弯汪汪鹰鹰蛙蛙 OK 这里有些要注意说不是的是个鹰汉语没有鹰 OK 是鹰鹰鹰没有啊只有一个的不是一样的是鹰鹰鹰一样的 the same OK 总要鹰好了吗哎，那这里注意一下这个注意有这个注意我们有了这个 OK 这个是读什么克但是这个读什么梦这个读什么你呢这个是什么乐也是之欧走走了他走了他走了安达你走走了我们走吧我们走吧
đi thôi, của mình dỗ bà. Dỗ lỡ, dỗ bà, hỏi lỡ mơ. Ok, nà, hãy dỗ. Mơ lỡ lỡ, chữ là dễ, đúng mà? Dễ. Me too. Me too. 我也是。我也是。也。也。也。也。我也是。我也是。我也。我也。爱你。我也爱你。我也。爱你。哎，我很爱他。我也爱他。我很爱他。我真有爱他。我也爱他。都公有爱他，我也爱他，我也 OK， 好了吗？也也，把车牌没了，你来，月月月月月，对对，等于啊，糖，把它变成月的，变成阿月 OK， 还有这个。Còn một từ cuối cùng của trường hợp của chữ E. Khoai lơ. Chữ gờ y ban là đủ sư lơ. Thế sư chữ gờ đủ ơ. Khoai lơ. Khoai lơ. Khoai lơ. Ví dụ sư, for example, we have a happy birthday to you. 祝你生日快乐. The 快乐, 这个读快乐. 快乐, 快乐, 最后两个乐, 没了, 快乐, 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 OK?快乐只有一个乐 ，OK， 一是一般的我们可以看到你对吗？你这你一 OK， 然后是也是里边叫里面里，但是呢一跟着知吃诗知滋呲四。那他们怎么读呢？是 u、OK， 也是 we have， 我们有 z 有 z 然后有 c 有 c and s 我们有 s and z， 对，中间写高 z c f 写高 z z h c c h z z h by error， 对，中间写高呢 z 呢，你要读多遍 c 呢。F nè, thì mình sẽ có C thì sẽ có CH, Z sẽ có ZH, S sẽ có SH và R. Khi đứng sau 7 chữ này thì Y sẽ đọc là U. OK, và mình sẽ mặc định là từ đọc là gì nhỉ? Ru. OK, vậy thằng này thử đọc là Ruli. 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 Lịch. Ruli, bằng xuống là 2 chữ Y đúng không ạ? Rư lì. Vậy một số từ ví dụ như từ đây thư 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 ok. Vậy là y và đứng sau những từ này đọc là ư nhá. Thêm nữa trường hợp cuối cùng sư cờ hiểu uy đi với quy di x y hay còn đọc là chi J and U này và Q này, Z này, X mà X C đúng không ạ? Và Y thì mình sẽ đọc như thế nào ạ? Thứ nhất là Q Z X Y không bao giờ đi với chữ U. Nhớ câu này cho mình. Q Z X Y ở phần chú ý có ghi rồi ạ, không cần phải ghi đâu ạ. Q Z X Y thì sẽ không bao giờ đi với U và chúng ta đang nhìn thấy ở đây là chữ gì á? Đúng rồi, chữ uy, nó không đi với u nhá. Mình đọc là truy 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 ok, để bắt đầu thử nhá. Thằng này mà thanh vốn sẽ đọc là truy truy nở truy đi Chi nở, đi, đi đâu? Chi nở. Chi nở. Chi nở. Ok, sư cờ. Vậy này bắt đầu nhìn nhá.
去安去安去安全全全安全安全安全安短安全说安全安全安全帽安全帽帽帽帽帽摸凹帽摸凹帽帽帽安全帽安全帽安全là an toàn帽là cái mũ thế nghĩa là cái này là cái gì ạ an toàn帽mũ bảo hiểm那我们有这个锥对吗锥对吗 OK 那看一下这个读什么圈圈卷卷卷卷卷后面的高粱把它卷舌头滚滚轮卷滚圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈那个是圆圆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 mà đi với bốn từ D, Q, X, Y thì sẽ là Queen. Còn tất cả những cái bạn khác đi với chữ này sẽ đọc là Quân. Thế thôi, đúng không? Tại vì cái thằng này là thằng gì nhỉ? Uy mà. Uy với cả N thì phải đọc là Queen. Vậy là có một cái trường hợp là đi với bốn chữ này thì chữ U sẽ đọc là Uy và cái chữ này sẽ đọc là Queen. Khi mà đi với đuôi N là Queen. Còn những trường hợp khác thì khi em nhìn thấy nó giống ấy mà vừa đi với chữ khác thì chữ này đọc là gì nhỉ? Quân. Chuẩn. Ok. Hỏi lâu mà. Ai ờ. Nào bây giờ tên bạn đầu tiên trong lớp mình. Học tên mà. Có học không? Có. Tên tiếng Việt. Đặng Thị Ngọc Bích đúng không ạ? Để ghi vào đây mọi người cùng đọc nhá. Nên mình sẽ đánh vần luôn. Tư ân tận. Chọn miệng là sư. Ngọc hả em? Du hả? Duy. Vừa mới học xong đây là âm gì? Uy. Đấy là gì? Bị. Nếu như mà mình nói là của sư tân sư uy bị. Trời ơi cái tên thì mà nguyên thành 4 cái thành 4. Tân sư uy bị. Thì là đấy là họ tên rồi. Còn mình chỉ cần nói là của sư a bị. Của sư a bị. Tôi là bích là được. Của sư tông sư vi bị, của sư a bị. Và đừng quên là chúng ta có từ gì nhỉ? Chi a chào. Có nhớ bạn tên là gì đó nhất nào không? Nǐ jiào shěme mìngzì? Nǐ jiào shěme mìngzì? Nǐ jiào shěme mìngzì? Nǐ jiào shěme mìngzì? Zì你叫什么名字？你叫什么名字？我叫我叫阿碧阿碧。谢七幺九，喝嗯哼哼，谢谢谢谢，然后是 C A C C A C A 吗？那个 easy yeah 谢谢秋秋恒。Ghi vào nha, bữa tới là không có nhớ. Mấy chín yến. Chứ
香港名字，那梅金银，梅金银，梅金银，梅金银，它要读对音了呢，它读成银了哈，梅金银。Đúng rồi, tôi sang đánh từ dưới lên. Mình phải đánh từ dưới lên nhá. Bỏ điện ha. Mấy chim nhín. Mai Kim Ngân em. Châu Thị Sư Nhung Rống. Thế mình đọc Chư Âu Châu Châu Sư Rống. Ghi vào này không, tôi xóa luôn ha. Đóng với các bạn bên dưới nhé. Châu Sư Rống, Châu Thị Nhung, Chu Thị Nhung. Đây là gì? Đoạn Sư 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 Uây đúng không ạ? Đây là chữ Uây. Chuy Dương này. Thủy Hương. Chuy Xiao. Si gì? Si An đúng không nhỉ? Đoạn Xiao. Đoạn Sư Chuy 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 Xiang Xiang. Ok, ghi vào không có xóa liền. Em đã hỏi, ghi chưa? Tên tiếng Việt mà trời. Hả? Tuyết. Ây ủa mày quá hoài tử á. Đoạn sư Hoài. Hoài gì? Chiêu. Đoạn sư Hoài Chiêu. Hoài Thu. Chi chi Chiêu Chiêu Chiêu. Xuân nha. Ní tao ní nó. Xuân ta sông y điểm mà chân đợt thêm bố diện. Cao thanh xuân đúng không? Cao Chiêu And Chuan. Cao跟着说高清清川川高清川高清川把它给打亮了高清川高清川行那哎呀软柿会会的trong tiếng Trung có nghĩa là thông minh nha không phải hoa huệ đâu ha软是会软软是会说哎呀软是软是哼哎啊软是凉凉哎怎么凉呢凉天呢凉山软是凉软是凉软是凉软是凉阿凉呢母亲令原来好不用那么离个人工那第一个家的母亲的台是令的 em 令的 em 容给现在的把用容你们去喊他台是容就破了吗就破没那么大台台是容还有个 âm dài 呢是và容的口音同样裴是容裴是容 OK 呢说你你名字范体冰座风范体冰座诺范嘛诶范体呢是冰诶气呢那么你呢气呢你气呢这就好了气呢这个是翁就是中国的七穷穷啊穷好呢七翁穷穷滚点风穷方范氏穷方范氏穷方范氏穷方哎说呢黎红俊黎红哎呦不可能嘞
哎，怎么不早说呀？来车。阮红军，阮红军，这个就军军，第四声 ，OK， 军。哦，我的关呢？关呢？关斗哎。我很没关。vậy là bạn quân tên hay nghe chuyên 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 ai vậy chuyên chuyên hay nghe nha quân cho cái chuyên Đoàn Hồng Chuyên số Đoàn Hồng Chuyên ấy ta cha nữa đến nữa hả cứ số là Đoàn Hồng Chuyên Đoàn Hồng Chuyên ơ là đúng không đói rồi我也好饿了。行家呢？đợi chị Ngọc, họ đợi luôn đó họ. chờ em, đợi đó chờ tới cuối giờ. Thế em bỏ ra ra phá đám cha nhầm cái chứ. Rồi, rồi cái gì ha? Bên bên cạnh đó, Bùi Thu Hà đó nói Bùi Thu Hà nói thấy là Chiêu Hứa, thấy Chiêu Hứa mình đọc trước là. Thấy Chiêu Hứa. 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 À em tên gì? Lê Thị Nguyệt. Ok, họ Lý. Lý. Sư. Vừa ban nãy có từ Nguyệt đó mình nhớ không? Nguyệt. Ok. Lý Sư Nguyệt. Rồi. Còn Ngọc thì là gì rồi? Duy rồi. Ok. Cái từ này bỏ từ từ sau một xíu. Rồi bây giờ tên của mọi người là mọi người tự tự ghép và đọc được không? Bữa tới thì mình sẽ có một buổi mà chúng ta học về Hán tự. Bây giờ các bạn bỏ em ra sách ra đi, bỏ sách ra em hướng dẫn. Ở giữa sách của chúng ta phần đọc hiểu, phần đọc hiểu của chúng ta có cái phần hướng dẫn chữ Hán. Các bạn xem giúp em trang số 6, quy tắc viết chữ Hán gì. Bữa tới chúng ta học chữ Hán, các bạn sẽ nghe trước giúp em là bài số 2, bài 2 gì, bài 2 zin, bài 3 zin, mọi người có dạy, mọi người nghe cũng rất dùng em xong ghi vào tài liệu cái tiếng Việt. Và đây các quy tắc viết chữ Hán các bạn xem giúp em được chưa ạ? Cha 6 gì mới chưa ạ? Rồi xong một cái tiếp theo thì chúng ta nhìn vào đây giúp em các phần mềm tham khảo tiếng Hán. 6 phần mềm icon này mọi người đau hết về máy chưa ạ? Rồi đây các phần mềm tham khảo tiếng Hán, từ nào mà không có, cái nào mà không có hỏi em. Khi con bị đi kìa. Kim Phim Internet đồ em vâng. Nhìn thấy không? Nhưng mà nó đòi hỏi quá. Em dùng mail được mà. Em dùng email được. Hoặc có thể không đau, em chỉ cần WeChat cũng được. Rồi, nên mình là đau mấy cái này về xong nghe dùng em. Các phần mềm tham khảo chữ Hán Zin. Đây nó dạy em các cách sử dụng chữ Hán. Và nó dạy em sử dụng các cái phần mềm tự học. Và chúng ta coi cái clip nè, học viết chữ Hán nè. Sau đó nè, coi cái này. Bữa tới chúng ta sẽ học các kỹ năng văn phòng nè, học chữ Hán nè, nên có chuyện gì dù là bạn nên mấy không nên nghỉ, bởi vì cái buổi này là buổi rất là quan trọng, nó chỉ có một buổi duy nhất để hướng dẫn thôi, chỉ có một buổi duy nhất để hướng dẫn thôi. Mà khi mà mọi người giống như đi tin học á, mà không đi học mà coi lại clip là khó hiểu lắm nha. Ok, cố gắng đừng có nghỉ buổi tới nha. Ok, thì mình chơi chiên, mình chơi chiên, chơi chiên.